hổ nhăn cả. Không thấy hổ nhăn. À, coi thử mấy nhang coi. Không có gì chứ. Dạ. Hello, xin chào mừng thể quý chú, quý chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Săn Ma Vlog nha cả nhà ơi. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Đầm Vlog nha. Thì cả nhà ơi, thì hiện tại bây giờ hai anh em mình đang có mặt tại ngôi nhà hoang mà có con quỷ rất là dữ đó cả nhà. Thì cả nhà, thì hôm nay thì anh em lại trở lại đây. Thì cả nhà cũng biết hiện thời tiết hiện bây giờ thì đang có cơn bão số 3 đến á. Cho nên anh em mình đi đến đây cũng khá là cực khổ cả nhà. Thì hầu như là cái đường nó trơn trượt với lại mưa. Tôi không nghĩ lộn kinh là mai. Thì hai anh em mình cũng cái đích nó còn bê 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 lại. Cố gắng đến đây để quay cho cả nhà mình cùng xem. Thì ở hôm qua thì anh em mình không có đến đây quay. Thì nói chung tại vì hôm qua cũng mưa rất là lớn và cái đoạn đường này rất là khó đi. Nhưng mà tại vì anh em mình hôm nay cố gắng đi vào đây, thật sự thì cũng không biết là khi nào bị té luôn á, cái đại đại đó mọi người. Một là té, hai nữa cả nhà, thì hầu như là cơn bão số 3 này nó đang hoạt động thì không biết khi nào là mưa, cho nên anh em mình cũng ráng cố gắng để quay và cho cả nhà mình được xem lại những cái căn nhà này. Hầu như là cái vong này tập trước anh em mình đã dùng bát quái đánh nó, nhưng mà hầu như là nó không có bị nó bị thương, nhưng mà kiểu là không có không có mất mạng đó nha. Mà em nghĩ cũng ngộ, mà sao mà cái con quỷ này nó mạnh dữ chưa. Bởi vì nó hồi cái sức mạnh nó rất là nhanh, mình mới quýnh nó kiểu mà thấy nó bị thương, nhưng mà quay lại thì vẫn thấy bình thường. Hầu như ở những cái vong khác từ trước đến bây giờ anh em mình làm tâm linh thì những cái vong khác là không có chịu nổi là cái bắt quái cả nha, nhưng mà cái vong này lại dữ dằn đến nỗi mà anh em mình dùng bắt quái đánh mà không ảnh hưởng gì đến nó nhiều. À, chỉ nó sợ thôi à. Sẵn đây Tú cũng nói về một cái đoạn video ở trên cái kênh của mình, là lúc hôm đó đăng lên thì rất là nhiều người comment là nó Tú đi phía sau cái vong mà hầu như Tú không thấy. Thì thật sự là cái đoạn video đó mình lên xem mình vẫn thấy cái vong đi trước mình đi sau cái vong, nhưng mình không thấy gì hết. Lúc đó mình vẫn cầm cái quái trên tay nè cả nhà. Nó và không biết lý do tại sao thì đến chiều mình lên mình xem lại thì cái đoạn nó hoàn toàn mất tiêu. Đó, mình không hiểu lý do tại sao luôn cả nhà. Thì cả nhà thì gì về cái đó, hôm trước anh em mình cũng có đốt một cái đôi dép. Anh em mình phát hiện ở trên cái bàn thờ đó cả nhà. Thì anh em mình đem ra anh em mình đốt. Thì cũng có một người thôi, mình cũng không có nhớ tên là tên gì, thì có vào comment chửi anh em mình đồ chó đẻ này kia, đồ của người ta mà đem đi đốt này nọ. Nói chung là thật sự anh em mình đọc cái comment đó anh em mình rất là buồn, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đến anh em mình hết cả nhà. Hầu như là tại vì cái bông quỷ này á quá dữ, với lại có nhiều cô chú thắc mắc là thấy ở có mang dép anh em mình mới tìm. Quá chụp nhá dữ lắm rồi nha. Chứ anh em mình tìm nhưng mà cũng vô tình tìm thấy thôi, chứ không phải là cố tình tìm thấy. Thì cũng rất là mong quý cô chú anh chị hiểu về điều đó nha. Thì sẵn đây tôi cũng nói về vụ về ngôi nhà này và cũng như là về tâm linh. Thì nói chung thì quay về tâm linh á, thì nói chung là 50-50, có một số đông anh chị không tin và cũng có một số đông anh chị cũng rất là tin. Thì nói chung nó trái ngược với nhau. Thì sẵn đây tôi cũng nói ở trên kênh của Tú cũng như là kênh Nguyên là quý cô chú anh chị mình xem đừng có quan trọng vấn đề là thật chứ giả quá. Nếu mà quan trọng quá thì đôi khi khán giả sẽ kiểu như là nó quá lại á, sẽ có chuyện ở trên kênh thì nói chung là không vui đó. Thì mọi người cứ xem đó là một cái tập phim để giải trí để xem đi, nó vậy đó cho thoải mái, đừng có cao tao nói này là thật kia nó là giả, mà công cự lộn trên kênh thì rất là buồn mọi người đó. Thì những ai quý anh em mình thì
đừng có phân biệt những vụ mà thật với giả, mà công mít lòng với nhau và không có được vui mọi người. Thì ok cả nhà, thì anh em mình chỉ có chút xíu tâm sự như vậy thôi. Thì bây giờ không làm mất thời gian của quý vị, thì bây giờ anh em mình xin mời cả nhà cùng theo anh em mình nha. Thì hôm nay thử vào cái con quỷ này nó ra sao cả nhà, đi thôi mọi người. Thì ok cả nhà, thì bây giờ anh em mình đang chuẩn bị đi đến ngôi nhà, mọi người thấy cái đường nè. Hiện tại giờ mưa xịn rất là nhiều luôn. Thì cả nhà thấy trời chớp nhá. Ok, đi thôi. Thì giờ đi thôi cả nhà. Hai cái đường xịn quá chừng luôn. Hiện giờ thì ở trong cái cam hồng ngoại thì hầu như là không có thấy được cái đường sình. Tại vì sao nó bị lip màu. Ừ. Thì có những cái chỗ ở ngoài trước nó đang đọng nước rồi cả nhà thấy không? Tại vì cái đường mà nó khô nó dạ màu trắng lên, với chú chị mình xem nó thấy rất là rõ. Nhưng mà cái đường nước rồi nó bị kiểu là bị hút ánh sáng gì vậy. Từ quan sát kỹ kỹ nha. Thấy gì hết. Bây giờ cái cây gì trời. Không làm thấy, không thấy được đi, không thấy đường đi đụng. Mọi bữa anh em mình đi tới đây người là thấy đứng đây nè cả nhà. Chứ thường thường đứng ngay cái cửa cái chỗ cái tiếng động. Có tiếng động ở bên trong cả nhà. Bên trong có tiếng động cả nhà. Nghe cái gì hoài thật. Đi đâm cổ tôi hoài. Xịt vô một xíu. Không thấy đường đi, đâm cây hoài. Ê, ê, ê. Không thấy. Có bóng đứng bên trong kìa thấy không? À, nhà thấy không? Còn quỷ đứng ở trong cái chỗ, cái cửa buồn ở trong đó nè. Ừ, nó quắt mình đi vậy, nó quắt hay gì kìa? Đang quắt mình nè. Thật sự là bây giờ anh em mình cũng chưa dám, không dám lại gần. Cái nhà thấy rõ không? Ở đi, đi, đi vô à? Đi vô, đi vô. Hay đi vô. Ê, tiếng động. Tiếng động, tiếng động. Phật, nó vô liền. Gì? Phật, người tự liền, tôi coi có làm gì cảm đạo. Nói chung là đó, thì anh em mày lắm á. Trên đốc nhà. Ôi, lên đốc nhà luôn hả vậy? Nghe tiếng động trên đốc nhà không cả nhà? Ôi, lên đánh luôn nhà. Dù. Từ. Còn tiếng động mà. Trên đốc nhà nè. Nghe đi trên đốc nhà cả nhà. Đó. 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 Tiếng rắc rắc trên nóc nhà. Rồi đi vô coi thử. Cái gì hả? Đứng đầu quá trời. Đây. Thấy gì đâu. Thì nhà thì hai anh em mình nghe tiếng động mà vào thì không thấy. Tiếng gì đó. Ê. Bây giờ đi ra sao coi thử. Nói chung là anh em mình về dám tắt luôn cái nhà. Ra thì mình nó phải là nhiều luôn á. Để giờ sao quay trên
quay trên nóc nhà con nghe tiếng ầm ầm trên nóc nhà qua ta. Một miếng đó. Miếng đó hồi nãy. Nóc nhà này sao mà nghe tiếng ầm ầm trên nóc nhà qua ta. Ầm ầm đó không? Thì hai anh em mình nghe tiếng động ở ngoài sau với lại trên nóc nhà, thì anh em mình lội ra sau đây để quay mà không có gì trên cả nhà, mà bên trong lại nghe tiếng động nữa, không hiểu thiệt chứ. Bên trong tiếng động đi được vào đi vô anh. Cày ra đó tụt lắc thành như vậy. Đừng đóng hoài. Thì cả nhà ơi, thì thầy chờ gầm dữ vậy. Ê ê ê, cũng như tự nhiên ngã nữa rồi. Thôi đại cậy đi, để nó nằm đi, nó định nguyên quản ngã hoài. Cái gì thò đầu rồi anh nguyên thấy không? Mà mới thấy, mới thấy thục chưa? Thì hổm dài thì anh em mình cũng hầu như cái vòng này anh em mình đến đây mỗi lần đến đây đều quậy khá là mạnh. Trời gầm quá chừng rồi cả nhà. Giật mình. Quả đấy, đang nó trời gầm con cây nhìn nó hổng đầu rồi. Đứng có tìm. Ơi sao im ru à? Nghe nó sợ tiếng trời gầm của ta. Quá wow, trời sập nhà quá ông nội. Quá trời cái phi đó, ê cái thùng đó. Không ngu rồi đó. Mọi người làm cái ghê mà dám vô không? Bây giờ hai anh em mình đi từ từ vô một lần nữa thôi. Chứ bây giờ biết có gì vô đầu không? Chứ bây giờ đứng ở đây hoài không dám vô thì đó. Đâu còn hai chỗ nữa ta. Bên đây, từ bên đây nữa. Đây nữa. Ok. Bây giờ vô từ 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 đi. Thôi thì ta lại nghe. Tiếng động. Nhà thì bây giờ không cho hai anh em mình vô luôn.
chặn này. Bây giờ mình đi ra phía sau quay vô cái lỗ quay. À. Ok, bây giờ anh em mình sẽ đi ra phía sau quay cái nhà. Đi trước à? Bây giờ cửa này nó đứng đó, cửa đó nó phải nên mình vô vô sao nó đứng mất rồi. Bảy phút tầm nhìn đó. Ủa sao mình ra ngoài em ru ta? Không biết nữa. Lúc cái đầu ra hết hồn. Cái đầu luôn, giật mình luôn, đứng xa cũng giật mình. Giờ ra trong đó đâu rồi. Ok, bây giờ ra phía trước đi. Mà bây giờ á, để cam đi, dễ đó khó chứ giờ cầm một cam sao làm ở đó, cầm tay cầm cam sao làm nó đâu. Về đây à? Chuẩn bị cái bùa. Thì cả nhà, hai anh em mình vừa vô. Sao thấy nó không chuẩn, bỏ chạy là mình hết hồn. Thuốc canh này sao không chuẩn? Đúng không, đúng không? Không biết nữa. Cái nhà thì Tú mới đánh nó một cái mà làm dữ nữa cả nhà. Để bây giờ đó, còn chậm á. Sao lúc nãy anh vô anh giờ không thấy? Em đâu thấy đâu. Mà hai anh em đi ra em ngoái là em thấy đậu luôn, ra hết hồn chứ. Anh vô đi. Khi nào cũng núp ở trên luôn ta. Thì mình đâu có, trong này có hôi mình đâu nhìn kỹ. Đâu thấy rõ đâu.
đâu có thấy gì đâu. Không có hả? Không. Kỹ ta. Anh em mình mới 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 vô trong không thấy cả nhà. Ê. Thấy không? Đang có mày đúng xa đấy. Hai anh em mình hợp sức. Có tiêu rồi. Cầm vô. Coi nó bị thương rồi đó. Nó chắc bị giúp trúng trúng trưởng. Lên nhà lên nóc nhà thôi. Lên nóc nhà. Lên nóc nhà. Nghe tiếng động lên chắc lên nóc nhà nó rồi. Có gì đâu. Lên nóc nhà rồi. Bây giờ anh em mình đi vô bên ngoài tính cái thì đã vô chứ bây giờ cực nói của đàn bà khó vậy đó. Nghe tiếng động quá trời luôn. Rồi ok nha. Thì anh em mình nãy lúc nãy ra bên ngoài cũng con tính vào đây để dùng bùa quýnh nó. Nhưng mà vào đây thì bỗng nhiên cái căn nhà nó im lặng cách lạ thường mà không còn thấy cái bông luôn nè. Thì cái nhà thì từ nãy anh em mình khi vào thì cũng gặp rất là nhiều lần mà cũng đánh nó và có lẽ nó đã bị thương hay gì đó, cho nên lúc anh em mình đảo vô thì im ru. Thì bây giờ anh em sẽ đặt kem, anh em mình sẽ đốt nhang cúc kiến tại đây và sẽ ngồi ở bên vị trí bên đó để xem coi cái vòng này có ra cái nha. Con quỷ vậy nè. Bên ngoài hiện tại giờ trời đang mưa rắc đó nha. Nhưng mà biết thật các bạn thần vị nên biết còn ai ở đây không biết. Bấm quá. Giờ mình ngồi đây cả nhà. Nói chung là hiện bây giờ anh em mình đặt cam nhưng mà cũng có để một cái đèn led nhỏ mà nói chung là cũng hơi thấy đường được chứ không phải là thấy được. Nếu mà vong xuất hiện anh em sẽ thấy liền. Dầm kỹ có xuất hiện. Tại sao không có không gian trong ngôi nhà này rất là nhỏ với lại anh em mình cũng để thằng led á. Nên nếu mà xuất hiện thấy thấy thôi à. Ngoại trừ phía bên trong. Nhưng mà nãy giờ anh em ở trong đi ra dần 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 nhà đó hết. Thì lúc nãy thì cũng có quýnh trúng anh em mình cũng dùng cùng sức với nhau cái nhà, hợp sức với nhau. Tưởng nó nhưng mà thấy là trúng rồi đó, nhưng mà không biết là có bị thương hay không, nhưng mà dính có tâm luôn thì mới im gu luôn á. Thì cả nhà thì anh em mình ngồi đây thì cả nhà quan sát kỹ giúp anh em mình cả nhà, tại vì nhiều lúc là họ có thể cho mình thấy được thì mình thấy, còn có nhiều khi họ không cho mình thấy thì hầu như là mắt thường cũng không thấy được cả nhà. Giờ nghe nghe tiếng mưa lách chách mà
kiểu như là ai đang đi. Ừ. Không nhận cái con này ghê ha. Thế đừng đó vừa không bị anh em đi vô rồi ba nóc nhà đi rộng nóc nhà lên trời. Lẹ cực kỳ. Thì không bao giờ mà vào chẳng có thấy được. Thì cũng có một số anh chị cô bác nói là mẹ nói là mấy đứa con đừng có nên cút đốt nhang nữa, tại đốt nhang nó sẽ hít được cái hơi nhang mà nó có thêm cái sức rất mạnh đó thì nó sẽ mạnh hơn. Thật sự nếu mà không đốt nhang thì anh em mình không biết dùng cách nào để dụ nó ra đó. Phải như nó một cái dông hiền thì anh em mình có thể chịu hồi và gọi nó ra được, còn đây là một con quỷ nó không phải theo ý mình được đâu, nó không có nghe lời, nó rất là hung mà có như là muốn với cái này mình luôn đây cái nhà. Tiếng nghe tiếng động đâu à, có tiếng động, có tiếng động cả nhà, phải tiếng động là mưa nhiều không thiết nữa. Bong bong có thằng con này chạy luôn ta không biết. Có khi nào cái vong này nó bị anh em mình đánh trúng cái đó nó không xuất hiện nữa không cả nhà? Con nặng quá, tại bình thường anh em mình uống chưởng mà chưởng đơn không à, này dùng mình xong chưởng luôn, xong cái bích đẩy cũng cả dính rồi luôn, nghe cái ầm á, mà chắc là nặng chính nặng rồi đó, mà không biết là nó có dám ở trong khu vực con nhà nữa hay không, là nó nghe nói không ta? Mới nói dứt tiếng. Một. Tiếng động của mình bên đó đó. Biết khi nào nó nghe mình nói không ta? Sao giờ không thấy? Để tôi nhìn một lần thử thấy rồi. Thấy gì? Không. Đây nói chung thì tại vì phía nào ở ngoài có một cái xúc ánh sáng đó, cho nên thấy mờ mờ và không nhìn thấy nữa. Nhìn kìa. Yếu. Bởi vì có tiếng động hoài luôn. Mà tiếng động rất là nhẹ. Yếu ớt. Từ nãy giờ anh em mình đốt nhang mà không xuất hiện ra hũ nhang ta. Mấy hũ nhang. Không hiểu
Cái nhà Tú, Tú mới bị đánh lén cả nhà. Không biết cái gì ta, không thấy ta. Anh đã nhìn qua đó thấy cái gì không? Nguyên cái đầu chân tôi à. Ủa sao? Sao tự nhiên có cái đầu trắng xíu xuất hiện đó ta? Lỡ cái nhà này hai bông. Mà chắc không phải đâu. Tại cái bông nó dữ lắm, con bông này dám vô nữa. Ủa sao? Anh không hiểu là tại sao có cái bông, một cái bông nữa tóc trắng này cho ta. Bởi vì không biết sao nữa. Hay là nó có, hay là nó lột xác. Là thần tinh nội. Ơi, thần tinh là khó lắm nha. Quỷ cái đỡ nha, thần tinh ghê lắm à. Cả nhà ơi, anh em mình mới thấy một cái đầu tóc trắng xỏ dài. Nghe tiếng động. Ê. Thôi bây giờ xách cái cam vô kiểm tra đi. Phải, trước khi vô tay không mình nhớ nhé. Rồi thấy rõ ràng cả nhà, sợ tướng tươi luôn. Rồi kiểu này là cả nhà chắc cái bông này lột xác rồi. Anh em mình rồi. Anh em mình bây giờ là nếu mà ở đây mắt nữa kìa. Rất là nguy hiểm. Cái nhà thần tinh thì cả nhà, ủi thần tinh này. Ủa rồi. Hình như em thấy nó tóc dài trắng bạc mà một đồ trắng nữa chứ không phải một đồ kia. Đồ khác. Ừ, đồ khác luôn. Ê, tự tới nha. Tiền lợi đánh lén á. Quắc cái vụ lại đó. Thôi về. Cái vụ lại đó. Chơi luôn à. Chú có sao? Sao mà chữa không được chạy? Sao lực mạnh dữ ta? À. Nên chạy không? Chạy đi. Nó xuất hiện nữa. Chạy đi. Đau giờ cái ngực quá trời đau rồi. Em muốn bể lồng ngực luôn á. Em nghe có chát luôn, nó chửi em nghe có chát luôn. Thì cả nhà, theo mình nghĩ bây giờ cái vòng này á, con quỷ này bây giờ thành tinh rồi cả nhà. Lột xác rồi. Là coi như là hai anh em mình chống không sử dụng rồi. Cái câu thần chú đánh nó thì đứng y thinh luôn. Mà khi đánh lại anh em mình thì anh em mình té văng ra xa luôn. Bình thường mà cái ngực anh em mình bây giờ nó đau cực kỳ luôn. Biết sao? Bình thường á, lúc mà chưa lột xác thì anh em mình lại gần. Nó trưởng thì mới nhận được cái sự giống như cái tác động của nó, nhưng mà cái này đứng rất là xa luôn mà nó trưởng anh em mình văng vách luôn cả nhà. Thì cả nhà chắc có lẽ là hồn nghe tiếng động nữa. Quậy trong nhà kìa. Thì cả nhà chắc có lẽ là anh em mình sẽ kết thúc để đi về cả nhà. Chứ bây giờ là hầu như cái vong này hiện bây giờ chắc có lẽ anh em mình
phải hỏi ý của sư phụ để có một cái biện pháp để bắt cái bông linh này mới được. À, thành tinh luôn rồi. Giờ thành tinh luôn cả nhà. Vì sao? Tại vì những lần trước anh em mình không muốn diệt nó nên cứ nương tay riết, bây giờ nó thành tinh luôn. Thì thôi cả nhà, chắc có lẽ anh em mình tạm bây giờ thì sức khỏe rất là yếu và cũng như mới bị nó quấn nữa, nên không có thể nào mà ở đây mà chọn cầm cự nó được nữa. Chắc có lẽ anh em mình sẽ kết thúc video và đi về để hồi sức, và sẽ nhờ thầy xem có biện pháp nào khác để tiêu diệt cái con quỷ không cả nhà. Thì cả nhà, thì nếu mà cả nhà yêu quý anh em mình thì cả nhà hãy đăng ký kênh và nhớ bật chuông lên để nhận được những video mới nhất của anh em mình về cái căn nhà hoang này cả nhà. Xem coi lần sau anh em mình đến để có một cái cách nào để xử lý cái bông linh thành tinh này hay không. Ok, anh em mình sẽ đi về cả nhà. Chào cả nhà. Đụng 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 chấm á. Chào mọi người nha.